Hello anh em, đầu tháng vui vui. Bán cho anh em những cuốn băng cuối 7 đặc biệt đã có chương trình thời lượng dài. Áp dụng cho anh em chốt hai cuốn cùng một lúc thì em mới bán giá này. Còn lẻ là 950 một cuốn bao ship. Còn nếu anh em lấy hai cuốn trở lên, chỉ cần hai cuốn trở lên thì em bán vui cho anh em. Bán vui cho anh em nha, cực sốc luôn cho anh em. Bán vui đây, một cuốn chế linh những tinh khúc 18 này, 18 tinh khúc này, chế linh 1 này, chế linh cười này, toàn băng đặc biệt này, cuốn chuyên về nhạc trình để đời những bản guitar bất hủ này, cũng cuốn đặc biệt này, cuốn thanh thúy 6 này và tuyển tập thanh thúy này, cuốn thanh thúy 6 này và tuyển tập trường sơn 2 này, cuốn này cũng 3 tiếng rưỡi cơ đấy. Cuốn Lệ Thu này, cuốn Phương Dung này, dân ca xứ Nghệ này, chế linh những tinh khúc yêu cầu này, trữ tình vĩnh sử này. Băng thì toàn là băng chất lượng nha, anh em nhìn băng là biết này, băng còn như mới mà, scotch gan gà như mới luôn rồi, không không phải nói về chất lượng mà chỉ cần nói về mua số lượng là được giảm giá. Lẻ cái 950 ngàn một cuốn từ xưa đến nay rồi vì băng toàn băng 3 tiếng mà. Nói chung là băng thời lượng dài. Còn nếu anh em mua hai cuốn, đấy là mua trong những cuốn trong nội dung trong clip nhá. Bởi vì đấy là những cuốn đang có sẵn. Đấy, hai cuốn thì có giá công khai ở trại Zalo rồi anh em nhé. Hai cuốn thì cực sốc luôn, giảm giá 30% luôn anh em ạ.